Những năm gần đây, với tinh thần Hoằng Dương Chính Pháp lợi lạc quần sinh, Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các chùa tu viện thường xuyên tổ chức các khóa tu mùa hè dành cho giới trẻ. Các khóa tu được mở ra với mục đích đưa Đạo Phật đến gần hơn với thế hệ thanh thiếu niên, nuôi dưỡng tâm từ bi hỷ xả, đồng thời tạo thuận duyên cho các em được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tu tập và tiếp cận giáo lý Đức Phật, trở về với cội nguồn tâm linh, thực hành sự tu tập, sống cuộc sống ý nghĩa, an lạc. Những cô bé, cậu bé mặc áo nhà chùa đang ngồi thiền giữa không gian tĩnh lặng khiến tôi có cảm giác cuộc sống thật an bình. Chúng hôm qua có thể là những đứa trẻ nghịch ngợm, suốt ngày bị giam trong bốn bức tường với TV và iPad điện thoại. Nhưng giờ đây, những đứa trẻ được học bài học về tình yêu thương, về lòng hiếu thảo, sự sẻ chia. Những bài giảng về Phật Pháp, về đạo lý của nhà Phật giúp cho bọn trẻ ngộ ra những bài học thấm thía về đạo nghĩa. Đây là lần thứ hai em được về tham dự khóa tu. Lần đầu tiên năm ngoái về thì cái cảm nghĩ của em nó rất là khác biệt. Sau khi em đi khóa tu về thì em cảm thấy mình cái cuộc sống mình nó thoải mái hơn và nó nhẹ nhõm hơn. Với cả lúc khi mà em lên khóa tu vừa đợt vừa rồi thì em quen được rất là nhiều bạn mới, và em cũng học được thêm rất là nhiều điều bổ ích. Đứa trẻ bây giờ nên đến chùa và nên tham gia những khóa tu mùa hè như thế này. Tại vì sao? Tại vì trong khóa tu này, thứ nhất các bạn được kết bạn với nhiều bạn bè từ nhiều năm nơi đến nơi, thì các bạn sẽ được mở rộng một quan hệ của mình, hay gọi là network. Và sau này về trước khi trở về cuộc sống một ngày thì cái network đó sẽ cho các bạn rất là nhiều cái lợi ích. Và thứ hai đó là khi về chùa các bạn sẽ học được cái thứ nhất là đạo làm người trước, và các bạn sẽ học được cái tâm, rèn cái tâm và điều khiển cái tâm mình. Tại vì sao? Bởi vì những cái đó phục vụ rất nhiều trong cuộc sống, trong học tập, trong công việc. Ngay từ đầu tháng 6, nhiều chùa đã tổ chức các khóa học tu dành cho trẻ em từ 12 tuổi. Gần như lịch đăng ký ở các nhà chùa lúc nào cũng kín mít bởi nhu cầu của bố mẹ và học sinh là khá lớn. Mỗi khóa tu thường diễn ra trong vòng một tuần đến một tháng. Đó là sân chơi bổ ích, nơi các em tìm hiểu về Phật Pháp, được các thầy hướng dẫn cho những trò chơi bồi dưỡng về mầm từ bi và trí tuệ giúp cho các em có một tương lai an lành, hạnh phúc khi bước vào đời. Một khoảng thời gian ít ỏi nhưng cũng đủ ít nhiều tác động đến tâm thức của những đứa trẻ. Cái tình cảm nó không thể nói được, tự nhiên hai đứa nó khác hẳn, tức là gần như bố mẹ không cần phải giáo dục về ý thức, về cách sống, về tự những cái gì của các cháu, gọi là cách sống của phận làm con, cách sống đối với xã hội, đối với trong gia đình, mà kể cả cái ý thức tự các cháu học tập nó cũng khác hẳn luôn. Đối với lứa tuổi trẻ, các em được lên chùa, được hòa mình trong thiên nhiên, cỏ cây, được sống trong một mùa hè xanh, được tự mình làm việc phục vụ bản thân đã là niềm vui của các em. Đôi khi, sự trưởng thành của tâm hồn các em bắt đầu từ những điều giản dị ấy.